Chào các anh em, mình là Sky Trung Anh đây. Hôm nay mình sẽ làm cái review về đi chợ nha. Mình sẽ giới thiệu anh em biết món đặc sản ở quê tôi, rẻ và ngon, đảm bảo vệ sinh. Ok. Nhưng mà cái rất lớn là mình không có tiền, buồn. Ok, mình sẽ đi kiếm tiền để giới thiệu cho anh em xem món đặc sản ở quê tôi nha. Đấy. Và cho anh biết chợ ở quê tôi. Chỉ một tuần một lần mở ở đây thôi. Ok, bây giờ là chưa đến 6:30 nha. Ok, để tôi đi kiếm tiền để cho anh em xem loại bánh mà quê tôi thường ăn nha, loại đặc sản đấy. Ok anh em nha. Đấy, giờ tôi sẽ ăn xin đây để kiếm tiền để đi làm cái review cho anh em xem nha. Ok. Đấy, hôm nay tôi ăn xin ở đây, tại đây luôn. Chúng tôi đã chuyển địa điểm. Tôi đi lợn chợ nha. Đây hàng cá nha. Quần áo. Đây anh em. Đó. Rồi tôi. Dạ. Rồi tôi sẽ đi mua bánh nha. Dạ. À vâng. Để cháu 10.000 đi. Là cháu ăn đây luôn này. Bình thường. Chà quê, cứ sợ là. Ok anh em nha. Thank you.
ngọt. Cháu ăn đi đầm về bà. Để cháu nằm ngủ đừng có chút nhân luôn nhá. Cái dinh đi đây cho ăn, không làm nhân mà. 5.000 thôi. Ok, tôi đã về đây. Thật sự là ăn ở chợ thờ rất ngại nha, nên tôi mua về ăn thử để nói vị cho anh em xem nha. Ok, thật sự ăn ở chợ rất là ngại đông người nhìn tôi á. Đây gồm một túi nước chấm và bánh nha. Đây tôi sẽ lại nhanh anh em nha. Tôi đã đổ xong nước chấm rồi đây. Kiểu ăn của nó như thế này này. Đấy, chỗ lên gì? Như vậy này. Chỗ lên. Bánh này làm từ bột gạo nha mọi người. Đây, đây là nhân của nó. Nhưng nó mới đây là vị hành. Rất là ngon anh em. Rất là ngon. Bột gạo rất là mềm mịn. Này đã được cuốn hấp qua luôn. Còn nhân nó vị hành mỡ phi lên á anh em. Đây với 10k tôi có thể ăn được này, rất là no luôn. Hồi sáng làm clip vui anh em xem thôi. Okay, anh em tôi đã ăn xong nha. Oh no. Ok, với 10k tôi có thể ăn được rất là no. Đây là món đặc sản tôi gọi là bánh dẻo nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip của tôi, nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cho tôi nha. Bye.